Trước khi mà mình về Việt Nam thì bạn của mình cũng đã giới thiệu cho mình một số món ăn ngon để khi mà mình về Phan Rang thì mình có thể ăn thử. Hiện tại thì đang là buổi sáng, một số quán vẫn còn chưa có mở cửa. Ví dụ như là bún sứa hoặc bún mắm nêm, bánh canh chả cá. Nên bây giờ mình sẽ đi ăn phở với chú. Sáng là bán phở tụi con ăn cái phở tươi hay phở khô? Tươi hả? Tươi tươi hả? Dạ vâng. Cái thằng Hậu ăn tươi khô? Tươi tươi luôn hả? Nè con, tái nạm hay là cái gì? Gầu gân. Gầu gân tươi. Tái bò viên gầu gân, tái bò viên hai tươi một phở khô mà ba tôi đặc biệt, hiểu không? Đó, đó. Hả? Tái nạm đi. Cái này mà mình chắc mình phải học cách chụp chứ hả? Nghĩa là nó chỉnh cái đầu, chỉnh cái ống kính đó phải không? Chắc người chuyên nghiệp phải giống như là phải chỉnh từ sáng, chỉnh góc được. Như con thì phải đi chụp chơi thôi. Một đài chú nó định mua một cái. Dạ biết cũng lên tay à. Sở thích đam mê mấy rồi.
chất trong chất hết. Ngày thứ năm cùng thứ ba của tháng 11. Dạ. Thứ năm từ thứ ba là nó là Thanksgiving, là lễ tạ ơn. À. Nó không biết là ngày. À. 12, 13 gì hết, từ ngày. Nó chỉ tính là thứ năm. Ngày thứ năm tuần thứ ba của tháng 11 là ngày lễ tạ ơn. Dạ. Hay hả? À. Tây Nam đây. Tây Nam thì đây nha. Rồi. Đó, để cho đúng. Mày viên bò gân đâu mà gân gầu gì đó. Sau khi ăn sáng xong thì vẫn còn sớm nên chú dẫn tụi mình đi uống cà phê để tâm sự và nói chuyện một chút. Được biết là nhà ngoại cũng gần ở đây nên mình có nói với chú là mình muốn ghé thăm ngoại một tí xíu, tại vì nhà ngoại cũng gần. Còn chú còn một người ông nội, nhưng mà ông nội thì ở tận Nha Trang, cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ, nên mình sẽ không có thời gian để ra thăm ông nội, chỉ có thể thăm bà ngoại thôi. Coi chừng trời nó mưa hay là nó nước còn nó đỡ khó chịu. Không có hệ gì á, cái gì đâu có gì đâu. Chứ mà sợ nó bỏ cái vương cà phê vô. À, à, đúng rồi. Nó vừa nhỏ giọt vô, cái đó là nó cái độc hại. Đúng rồi. Cái hương thôi chứ không cần gì á. Không, với lại nó rang cháy cũng rất là dạ, hại. Nó rang cháy là nó dễ hơn. Nó rang cháy đi có cái mùi đắng nhất. Đa số giờ lên Bình Phước uống cà phê, nó cà phê số này là hiếm á. À. Nó đa số nguyên chất không, bón lớn bón nhỏ về cà phê nguyên chất. Nó không có mèo, không có ra ly cà phê, biết không, nhìn nó lật nhất à. À. Cái ly cà phê nguyên chất nó không có cái đậm, nó dạ, lỡ. Đúng rồi, nó lật nhất á. Uống mình có cái cảm giác giống như nó lỏng lẹt á. Thấy không thích hợp, phải không?
mơ hồ. Nhưng mà sau này khi mà có gia đình rồi thì yên ổn đâu là nó bắt đầu tiếp cái bước là mới chịu. Hai con đó nó cũng chi lớn lắm á. Là 1:15 là tàu chạy hả? Dạ 1:15. 1:15 chắc là khoảng đi trước một tiếng cho nó chắc đi ha. Hả? Còn 12:15 kêu taxi là được. Nha. Con nghĩ chắc cũng không cần tới sớm. 12:30 sợ nó mình ở cho nó trong cho mình trừ hao cái thời gian đợi taxi rồi đó, phải không? Con phải đi xe lửa này thì tiện. Đi xe lửa ở Việt Nam đi xe lửa thì nó an toàn hơn là đi xe đò. Đầu thì tại anh con cũng muốn lấy xe, tại anh con muốn chiếc xe 4 chỗ chở hai anh em đi lên đây. Mẹ con nói thôi đi xe lửa cho nó an toàn, với lại anh cũng mới có bằng lái xe đây thôi. Như đường xá Việt Nam con thấy ở chứ tụi con bên đó về Việt Nam đâu có dám lái xe đâu ba. Dạ. Bên này chạy nó ớn ghê lắm. Đi đường này cái rồi ơi. Dạ. Đi nhanh nhanh chút được không? Dạ được. Ở trong cái gì nó có cao không luôn rồi. Dạ. Có sữa Ensugo cho người già. Có sữa Ensugo người già. Ensugo cho người già. Ensugo mà mua nguyên thùng á hả? Thì không, mua một lon hộp sữa bột cái gì? Bột sữa bột. Loại 300 hay là loại bao nhiêu? Có loại lớn. Loại lớn đó, lấy lon lớn xuống. Dạ. Hai trắng hai mèo. Hấp trà xanh. Của em 655 đi. Để em coi. Bao nhiêu chai con? 12 chai. Chai. Thấy được tí hộp dưa hay mà rồi chờ mình xíu. Bao nhiêu vậy? Cô như vậy cô? Cái đó 655. 655 mình lấy. Chỉ có cái bọc 6 cho cái bọc 6. Được cái đường đó. 159 ngày hết của chị á.
đây uống nước ạ. Qua đây, qua đây cháu. Dạ. Qua đây, quán nào để cháu uống nước. Dạ. Sau khi ghé thăm nhà của bà ngoại thì bây giờ mình quay trở về nhà để chuẩn bị một số hành lý, đồ đạc trước khi quay trở lại thành phố Biên Hòa vào chiều nay. Không đi bà ơi. Xe đi xuống đây là khỏe luôn á. Hồi đó thì không biết mua cái chiếc thùng này, dùng mua đến chiếc thùng cạc tông á, à. Xong rồi nó quăng lên quăng xuống rồi đi một lần rồi nó bị hư. À đúng rồi, chú thấy nó thường thường đóng thùng cạc tông không? Dạ, cái thùng này nó vừa chắc mà mình xài nhiều lần cũng được. Chờ quay mặt. Ừ, biết coi như thế là sao cái thùng này dễ. Cái thùng này dễ nó cũng dán, ừ cái thùng nó dán hai đầu, chắc thùng này trước đi. Rạch ngang nó qua vậy. Rồi, cái mong đặt cái đường này thế nè. Dạ. Cái hồn này dễ, còn hồn này khác. Đột cái loại băng keo này cũng là băng keo ấy, cũng là băng keo tốt. Đi tao cắt dây điện, tao cắt rồi giờ nó hư hết. Bắt điện rồi tao không có cái đồ cắt là tao xách tao cắt. Cảm ơn chú.
của tao, 3-4 chiếc luôn. Hậu con mình, cái mình nhắm cái thôi mà cứ để cái lâu ngày dắt ra bụi rồi nó không ai chùi nổ không được quát. Hai mà chiếc luôn. Để lại chiếc ở đây. Ở ngay tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm thì có một bãi biển rất là đẹp. Tận dụng chút thời gian còn lại thì mình sẽ ra để ngắm biển. Sẵn tiện thì mình sẽ quay lại khung cảnh của bờ biển, bãi biển nơi này cho bạn của mình xem. Bãi biển này có tên là bãi Ninh Chữ. Khung cảnh ở đây thì rất là đẹp. Tiếp theo thì tụi mình sẽ đi ăn món bánh canh chả cá, cá dầm. Tối ngày hôm qua thì chú có dắt tụi mình đi ăn món bánh canh. Ngoài ra thì còn những món đặc biệt khác ở Phan Rang mà mình chưa có dịp để thưởng thức.
Hy vọng là lần sau khi mà trở lại Phan Rang thì mình sẽ thưởng thức hết những cái món ngon ở đây. Bây giờ thì mời các bạn đi đến cái quán ăn đó cùng mình nha. Còn bánh bánh canh giò hay là giò giò chả? Chả cá rồi cá dầm nữa. À, chả cá cá dầm giò. Có bỏ giò không? Không? À, giò heo. Bánh à, giò heo á. Hả? Chả cá giống. À, à, bánh canh chả cá cá dầm, chả chiên chả luộc luôn nha. Dưới dưới mà chỗ mà gần cái cầu Tiên Thủy á, cũng quán mấy con quán đặc biệt luôn à. Cái đó bán từ 4 giờ chiều. À, 4 giờ chiều mấy. À, dưới gần cái cầu đó đó. Thì cô chú với lại Trúc Mai thì hay xuống đó ăn lâu lâu. Rồi xong rồi mình ăn tô rồi muốn ăn tô nữa ăn một không lại cái cuốn là mình chấm sao vậy? Khi món mình múc mình rước vô. À, con cho một dĩa chả cá riêng nữa, chả cá không nhỏ luôn nha, múc cái món này. Chào ở trong nước kìa nữa. Lên báo đài lau cái khăn này còn dơ hơn. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái khăn này nó là tái chế lại cái bột của cái này đó. Là cái loại mà mềm mềm này á hả? Không giấy á, cái mấy thằng giấy. À. Thôi giờ qua giờ là cái loại giấy cứng nó cũng vậy đó. Dạ. Em. À, biết con. Cho ba cái cuốn. Muốn ăn nữa mình kêu nữa. Ăn nổi rồi. Chắc nào hả? Chú ăn chả cá đi, ấy cá ăn đi, đừng có nói đâu, chú ăn, thích ăn là chú ăn rồi. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi về. Rời khỏi nhà của ba Trúc, xong rồi ra đón xe taxi. Dạ, 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 vậy con. Dạ, vậy con. Chạy ra ngoài ga Tháp Chàm. Dạ, lên ga. Em gọi cho chú. Ồ dạ, tụi con lên taxi rồi, giờ taxi đang chở tụi con ra ngoài ga đó chú. Dạ. Dạ, dạ rồi chú. Dạ, dạ, dạ chào chú. Lúc mình đó. Đi về rồi về hướng này nhưng mình về chạy ngược về đây. À. Nhớ lúc mình vô, lúc mình vô là nó chạy ra nè, là chuyến ra Bắc. Nó đi theo đường này. Còn giờ mình đi ngược vô nó chạy đường này. Ngủ quên là tới Sài Gòn luôn, bảo đảm. Như đó mình ngủ quên. À, ngủ quên là tới. Ngủ quên là tới Bắc luôn. Mình nói với thằng trưởng to á là nó nhắc cho mình, nghe không? Tại vì mình vô cái chỗ giường nằm nhiều khi mình ngủ mất tiêu rồi.
nó nhắc cho mình là tôi tới ga Biên Hòa là nhớ anh dặn xuống cái kêu dùm cái là không, nó biết liền đó, không, trách nhiệm của nó mà. Nhưng mà con nghĩ chắc có lúc ví dụ như nó biết mình đi tới đó mình xuống là trống, sẽ trống cái ghế đó, và nhiều khi có người ở đó họ mua cái vé đi từ đó tới đó nữa. Rồi nó nhiều, có chuyện mạng cái nó nhét người vô cái chỗ trống mình nữa. Nhưng mà mình có thể mình đặt đồng hồ reo, mình biết cái giờ gần gần tới mình đặt trước đi, nhiều khi nó rung mình không nghe. Với lại lúc mà con ở trên xe lửa nó ồn á, nhiều khi cái lo nó báo mình cũng không nghe rõ nữa. Bây giờ thí dụ như nó về tới cái ga cuối cùng luôn, nó sẽ có cái chỗ cho mình chở cái đầu xe lại hay sao chứ? Chở cái đầu xe lửa lại hay chứ nó thẳng. Con nó có cái chỗ mà hai cái ray đường sắt nó nối nhau á, thấy không? Là khi gì? Là nó giao nó về nè. Yeah. Là khi mà nó muốn đổi là nó chạy cái đầu không, nó mở đầu chạy ra đây cái là chạy qua cái đường này. Nó chạy qua này là nó chạy ra đầu kia nối. Mà nhiều khi nó lại có đoàn tàu nó lại đẩy từ đít, nó đẩy đít. Nhiều khi nó lại một cái đầu mình, cái đầu đuôi nữa. Rồi mình thấy là đầu sao ở đít. Biết được có mình tôi dẫu trong tiếng cười ngắn lệ.
con qua để rồi nguyên cung đàn cưới khách về cách âm tính tôi. Tôi về tôi sống đêm dài, sống qua mấy vạn mối tình giữa đời. Có khi ngỡ mình đã gặp tay nhìn đường, nào ngờ khi tan mùa cưới âm thầm tôi vượt lẻ loi đi vào mơ ước mà đắp nên cho mọi máu tuyết cho đời mặn lời buồn hòn vỡ trăm duyên tình băng giá tâm tư lời nào không thay người nhớ. Có ai đỡ sạch lá vàng cuối để con em sớm về xóa u hoài giật mình cơn đau dệt đến cuộc đời tôi vẫn lẻ loi đi vào thương tiếc mà chiến áo em đàn ngày xưa xong rồi tôi chuột mấy mùa vì không gian rồi yêu ngoa gục đầu đến gối bơ vơ một lần yêu trăm lần nhớ. Đem đốt sạch lá vàng vui để với giấc mộng xóa hẳn để em chỉ riêng cơn đau chợt đến ai là em gái lòng ơi bao giờ em đến.